Dạ tối nay thì anh Hải cũng vừa tới cả nhà, lái chiếc xe huyền thoại của Bắc Năm về tới đây cả nhà. Ba Hải kè, ba Hải kè. Buồn ngủ mới dậy luôn nè. Buồn buồn ngủ rồi cả nhà. Quay điện thoại mở đèn rồi sáng chân nha trời. Đứa này nó quay cái điện thoại. Hải với Bôn vừa về tới cả nhà. Dạ thì ông có hai chị gái đến đây cả nhà. Thì anh Hải cũng vừa chở bé Bôn cùng bé Ken gì tới về cả nhà. Thì cũng có cái chị gái đến nè. Qua đây quay chia sẻ cả nhà mình xem nha. Đậu xe đó đó chị. Đến rất là đông. Hiện tại mọi người đến rất là đông nha cả nhà. Đó, rất là đông bên trong, họ nhân quay bên ngoài xe cả nhà mình đó. Cái xe huyền thoại của Bắc Năm. Dẫn xe ra đâu ạ? Anh này rất kỹ luôn coi nha. Anh dẫn xe cho người ta quay đầu lại luôn. Đó, hiện tại là cô cũng vừa ra đây cả nhà. Chào cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Tối nay thì anh Hải cũng vừa về và ở bên trên nữa nha. Tới những cái cây kiển của anh. Đóng cửa đây rồi. Đây là anh YouTube Thiên Ân. Những anh chị đậu xe bên kia anh sợ không dòm ngó được á, anh đem bên đây. Rất là kỹ. Đứng đây quay trước và chia sẻ nhà mình xem. Giờ lát nữa mấy anh chị leo lên, cứ leo lên xe ngồi muốn đi hướng nào là quẹo đi thôi cả nhà. Đây có hai cô đó. Đi rồi. Tính nói gì đó đi rồi, thấy mấy anh em nhiều quá đi rồi, không biết sao. Nhà bên trong đó luôn cả nhà. Vừa nãy anh Hải chở bé Ken về thì ngồi máy lạnh nó buồn ngủ quá ngủ. Bây giờ mà ai thì chạy xe này ra đường, nhiều khi người đâu biết xe này của nghệ sĩ Tú Linh đâu cả nhà. Xe rất là đẹp luôn. Xe này hình cá mập. Thôi, nhìn cưng ghê không? Nhủi đầu từ trước nhủi sao nhìn xe đó mẫu rất là đẹp.
Đây các cô nó ra nè, anh khoe thành quả của anh đó các nhà, dễ thương vô cùng. À đến đây mấy lần rồi ha? Chị đến đây mấy lần mà chị giờ này là chị Hồng Loan cũng gần đóng cửa rồi cả nhà. À có một cô nó đang vào trong mua đồ cả nhà. Dạ rất mong ở nhà yêu mến chị Hồng Loan á thì hãy đến số 5 đường Đoàn Thị Điểm cùng một khu nhận nữa nha. Dạ anh đang hẹn mua trực tiếp sản phẩm ủng hộ chị Hồng Loan luôn. Đây là nhà của chị Hồng Loan nè cả nhà. Dạ cả nhà quý hậu nhân hãy cho nhau xin lượt đăng ký và một lượt like nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Đây cô đang ra nè cả nhà, cô này là bán cà phê bên phía quán bên trong. Mấy anh chị đang hủ tiếu rồi cả nhà.